Xin chào anh em xây dựng trên toàn quốc. Hôm nay đang có mặt tại thành phố Cao Bằng để bàn giao cho một khách rất là đặc biệt, đó là anh Giang. Đây, anh Giang là người đã chứng kiến cái quá trình làm việc đi máy trong một thời gian dài, từ cái lúc mà anh Cường giao máy và đến từ tháng 10 năm 2023. Và năm nay là anh quyết định là đầu tư cho mình một cái mẫu máy Honda Danco Pro EX như thế này. Đặc biệt là anh cũng đã chứng kiến hai cái loại máy khác nhau, loại ép ống và loại trục vít cùng thi đấu tại một công trường là ở thành phố Cao Bằng. Đấy, nên là và cuối cùng là bất quyết định là lựa chọn cái dòng máy Honda ép ống của Danco. Thì xin phép anh Giang một chút là anh có thể cho em và khán giả biết qua một chút về cái quá trình lựa chọn cũng như tại sao mà anh dòng máy Honda ép ống của Danco. Công ty em đã tìm hiểu trên có mạng rất là nhiều. Nhưng khi tôi thấy cái dòng máy của công ty bán và trước khi là anh Cường anh đã mua trước cái máy rồi, thì tôi đã tìm hiểu thời gian thì thấy máy chất lượng. Năm nay quyết định đầu tư để mua cái máy này vừa vui vẻ vừa đỡ nhân công anh em làm. Thứ nhất là đỡ nhân công, thứ hai là tiện cho bao nhiêu vừa gia chủ vừa lên bán hàng. Thứ nhất là chất lượng máy tôi đã kiểm tra rất là tốt. Anh em bán hàng rất là uy tín chất lượng và nhiệt tình chỉ dẫn cho anh em. Tôi thay mặt cho anh em cảm ơn tên công ty. Cảm ơn bác, và thông qua clip này thì cũng chân thành cảm ơn anh Cường là người đã trực tiếp giới thiệu cái cỗ máy của bên công ty Danco chúng em, và xin cảm ơn tất cả anh em xây dựng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với máy Honda gia đình Danco. Ấn tượng ban đầu của bác về cái máy thì như nào ạ? Có dạng chung là ban đầu thấy là tuyệt vời, vừa chi phí rất là nhân công, vừa nhanh, tiết kiệm gia chủ với hai anh cộng và nó bán được chắc hơn là vào đây. Tầng năm như này là khỏe chứ bác nhỉ? Bác khỏe hơn rồi, nên tầng năm như thế là anh em ấy là cái máy như này là rất hài lòng. Bác cũng đã có đi công. Anh đang dùng máy. Bên bán cũng có hay là mình mua là cái hài lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.